Ok, vậy là mình đánh sẽ gặp lại đợi một chút sau. Ok, Ok, hẹn hẹn gặp lại ở chapter 4. Cười. Hey, xin chào mọi người. Đây là tập đoàn Khắm Bựa. Và chào mừng đến với part tiếp theo của game Dead Island Retire. Mình là Huy Béo, đây là anh Lực. Và đây Hello, là anh xin chào các Huy. bạn. Đây là anh Chôn Gamer Level Max. Ôi, Đây, ba hôm giống nay hệt nhau này. Chúng ta tiếp tục chơi đến chapter 4 đúng không nhỉ? Chapter 4 đúng không? Hay chapter mấy không? Đây chúng ta đang ở chapter 4. Chapter 4. Rồi bây giờ chỉ tao mua một cái kia. Ai nhặt nhiệm vụ đây? Tôi chỉnh đồ các cái. Bạn vì từ part trước của mình là mình đang ở chapter 3 và giờ sang chapter 4 rồi vì chép vừa rồi mình không quay. Ok. Có vấn đề không quay. Phần này đây. Chúng ta là... À đây đây, nhận nhiệm vụ của súng này. Đâu đâu? Súng súng. Đâu 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 đâu. Đây đây đây. Đây, nhận nhận. Nhận đi, nhận đi. Để tao nhận nhau. Đi. Ấy, đi sao? Mua máu đi mấy chú, mấy thím ơi, mua máu đi. Mày mua máu đi. Mua đi. Đi mua đi. Có tiếng gì ai kỳ cọ gì ấy. Kê vãi. Đường lực đấy. Từ từ. Thôi đi. Em mua sống này. Đi chưa? Thằng này làm gì ai? Vũ làm gì ai? Nâng cấp điểm. Nâng cấp điểm. À, tao cũng lên level rồi. Mình đã level 33. Oh yeah. Ô, có cái gì đây? Cái đấm lửa cái gì đây này? Nâng cấp điểm này đi. Cái đó là cái phần chỗ ấy. Ê, tôi chỉ có mua... Mẹ đấm. Quần. Cái gì vậy? Cái gì có cái quần vậy? Ông được làm gì đấy? Cởi quần gì đấy? Miếng ăn không đâu. Mẹ thằng kích thằng mẹ kích mẹ ăn lực ra đi. Ông mẹ anh rồi. Kích mẹ ăn lực ra đi anh em. Quẹt từ từ chứ. Đã trò chơi vậy? Đang chơi mẹ cứ cởi quần ra là thế nào? Bậy bạ nó quen đây là mẹ mày game. Đấy lại tiếng kỳ cọ như kiểu tiếng nó thông đít nhau ấy ông ạ. À? Đấy tiếng gì ấy? Nó vô đít nhau à? Cái bạch 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 ấy, nghe gì không? Tôi nghe rõ tiếng vô đít rồi nhá. Thằng Lực nhá, là chúng mày làm gì bên đấy đấy? Đi đi cho nó mẹ hồn đít nhau đi. Thôi đi. Thôi đi thôi đi thôi. Ồ ế quá. Để mẹ ăn. Để tao dẫn đường nhá. Mấy ông lại mấy cái vali nhặt hết tiền nữa nha. Rồi đừng nghe nhiều à. Maybe thông báo các bạn là cái cuộc đụng độ với cái thằng mẹ thằng già cầm cái chai lửa nó ném kia mẹ hướng chúng tôi mẹ mất rất là nhiều tài nguyên mất kinh tế mà dạ lâu lâu có nhóm thằng là lạ mới vô vui làm sai không cái thằng đại gia nhất bây giờ mất tiền nghèo luôn à đi 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 đây lên nè đi thôi dẫn đường đi bé ơi đấy để tao dẫn em mà tao gì mới mua vũ khí mà sao không có vũ khí này vậy ồ cái thằng đời ơi đứng ở đây mua đều mua kiếm thịt mà đâu 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 ồ cái thằng này mình có thể nhận được nó đúng không nhìn lại quật đuôi nó này sao sao quật đuôi thế này mẹ Sambi Sambi là sệt không ai tính xanh à biết thế mình nhận thằng này nhìn trông rất là nick ai má nhìn mặt như là tưng tưng đi đây đi 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 ông nhìn mặt nó giống cứ giống như mấy con khỉ ở trong hành hành tinh khỉ phim hành tinh khỉ không ok nãy giờ mình cứ đứng ở một cái làng trài chúng ta hãy cùng chúc mừng anh Lực Việt đã lên partner. Yo, mai Yolo. Mình sẽ khao chúng ta đi nhà hàng. Khao cái gì khao nhá, đừng có khao đít nhá. Yeah bà ơi. Ui, bây giờ có đồ xịn chém tướng không ạ? Ông mẹ ứ xâm là bà tôi thấp bên là vậy. Ôi vậy ông là nội, mình vẫn ở tầng lực. Ông ngủ cứ điện dính ta thôi. Thôi đi đi, chém tướng đi. Ở đủ xâm âm đi nhanh để. Ui, bay rồi. Ê, né ra, giật giật. Oh fuck fuck. Đi. Đi. Đi 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 dẫn đường nè. À mà hình như đi lên đấy chứ. Ờ thì đi lên. Đi chạy lên đi theo anh hãy đi theo cái anh áo mà áo cam kìa. Mà sao tôi đi chạy người ta? Lấy lại tiếng kỳ cọ gì đấy. Nhấn ship, nhấn ship chạy nhanh. Nhấn ship chạy nhanh. Đây. Hà Lai. Nhấn ship chạy nhanh. Không kia không có vũ khí à, tàn không thôi. Tôi vừa mới mua vũ khí mà. Châu mà. Vứt cho nó cái đồ gì đi. Ném. Đây đây tôi có dao đây, tôi phi cho.
Chắc mẹ phim nhầm con rồi. Mà mấy ông có chỗ yên tĩnh chơi chứ mày. Ơ, phim quá. Phim ra mất luôn à? Dạ. Cứu cứu cứu. Đâu. Cứu cứu. Cứu đi. Đâu. Mất tiền rồi. Rồi 6.000. Đúng xa quá không cứu được. Rồi ông đứng ngay trước mặt mình. Ông chết rồi. Chết rồi, đưa hàng ra. Giao hàng ra. Mà lúc nãy tôi chỉ mới mua vũ khí mà. Thái việc mà sao đéo khó vậy. Vũ gọi là bịt mắm. Rồi ai nhặt cây con dao phi của mình rồi. Đây tôi mà, dao phi của tôi mà. Ở đâu? Ở đâu? Đi. Mất cái thằng kia đâu rồi. Mất con dao phi rồi. Chúng mày đâu ấy. Ngồi đi. Chúng mày cứ đứng đấy rồi đi. Cứ đi. Bỏ đi. Tao bảo bỏ thằng lực lại kệ nó mà lại. Ui, thằng này nó bẩn lắm. Ờ đấy, bẩn cây. Mày, thằng nó bẩn lắm. Để em đứng nhặt dao của tôi. Sao bây giờ tiếng của ông này bé nhỉ? Đừng nói chuyện bé thế. Ai? Lên ô tô đi. Tao lái cho. Ai lái đi. Đừng để ông. À thôi để ông ti lái. À quên nhầm cái gì nhỉ? Kenti lái. Thôi cho béo lái đi. Béo đứng lại. Đứng lại. Từ từ đã lên đâu. Tao bảo nhanh lên mà lại mẹ. Chở tôi lại. Chặt. Đây sắp tới nơi rồi vì mà nãy giờ chỉ quấn con trong bè này. Ở đâu rồi? Xem team mình đang ở đâu. Đi. Đi nó đánh kìa. Rồi chuẩn bị đánh tôi kìa. Đi nhanh lên. Rồi sắp chết rồi. Thôi dừng lại nhá. Thôi rồi này. Ê. Thằng này mày khấm bữa à? Cái đéo à? Thằng chạy rồi. Bắt người ta chạy xa mà đi được có tế ti. Đi anh em đi thuyền. Tao sẽ u thức kìa. Quân thức. Đâu? Anh đi thuyền nguy hiểm lắm. Đi thuyền nguy hiểm lắm đúng không? Tôi nói chuẩn nhất trong tuần. À lên thuyền không nào? Lên. Ôi, đi mặt phun kìa. Ôi nó phun. Rồi đâm nó đi. Đâm mất có một máu thôi. Game này sẽ khó chơi rồi đó. Thôi lên tiêu tôi trả trước đi. Bye bye. Có tiếng bé nhỉ? Từ nói chuyện bé thế. Ai? Tiếng này. Tất cả. Thằng béo kìa. Thằng béo. Ê mà ông nói thằng béo kìa rõ ràng đi. Ở đây có hai thằng béo. Đấm luôn. Ai ra cứu với. Thằng béo đánh khỏe quá. Biến rồi. Khi béo hay là ai béo? Thằng zombie béo. Khổ. Ủa biết được nó bé béo rồi. Thằng béo gì vậy? Nhanh lên. Ở đây, đừng làm nhiệm vụ chính đi. Lấy súng cái chém dao chán quá. Ai lái đi. Ok. Ôi đừng có lái nó thu hút đấy. Còn chết nữa. Tao lái cái tàu tâm con béo đi. Mày quá đi. Ôi bị nó phi rồi. Chết rồi này. Mẹ bựa vãi. Ủa thằng nào đánh này á? Ý giời ơi. Ủa mấy người lậu luôn à? Không bằng đây vậy. Ủa sao máu mình bây giờ tăng gái nhỉ? Nâng chất cái gì không biết. Thằng lực ở lại kìa, lực đi nhanh lên. Ủa mấy cho mình lậu nhất vậy. Mày đi nhanh lên mà. Lên ma lên mày. Mày đi đi càng nhanh càng tốt để không thôi cái kích cỡ video càng phình sẽ thôi. Thằng dài à. Sao ông lấy thiền để mẹ đi cái rồi 200 mấy mấy. Thuyền bờ anh nhanh lên bờ. Lên bờ không có vũ khí mà đi bằng thuyền chết sớm luôn. Thầy ơi đại ôi ôi nhá. Nó chưa đi thuyền nó không biết. Ôi trời ông đừng có tưởng tôi nhỏ à. Nhỏ mà có vỏ đó. Bỏ đéo địt vậy thấy từ đấy toàn hỏi mấy cái vớ va vẩn. Bỏ anh em mua súng ở đâu? Anh ơi sao em đi chậm thế? Ui, đứng trên này nhìn sướng mãi. Đeo cây đi anh em ơi, đi vậy tắt xăng rồi. Ui mãi ngã. Cẩn thận ngã. Không leo được cái này. Nằm rồi. Không leo lên được. À đi dưới nước là không thể chạy được rồi. Ui giời ơi. Ủa, sao mấy người cầm cái bụi cai đó? Leo lên như nào không kem tia? Tôi không leo lên được nhỉ? Tôi nhảy bình thường, nhảy mấy lần mới lên.
Cẩn thận nhá. Nhớ không nhảy thôi. Không leo lên được. Đó đó, nhảy lên từ từ thôi. Ủa mà... ông người heo béo sao ngã thế này. Giật điện. Đâu, mới xuống. Đi tiếp đi, đứng đây gì? Lực đâu nhở? Mẹ lực nó đứng tít đằng kia. Ủa, cái đường nhiệm vụ bên đây mà béo ơi. Gì? Cái đường nhiệm vụ bên đây mà. Đâu? 65 mét qua bên kia được cơ. 65 mét đâu, đấy nhiệm vụ của mày rồi. Đang làm nhiệm vụ tao mà. Đó thì ông cũng đi cùng đường, ông vừa leo lên cây đó. Ủa sao? Vai? Cái cây không leo lên được nhỉ? Mà ông leo lên cây được không? Mẹ leo lên cây rồi, mẹ ngã, mất công. Mất công trèo mẹ. Mày, mò bị ngã rồi. Cái này leo lên được không? Ôi nhìn leo này. Thôi đi, ngã đấy, ngã đấy. Đi trượt đấy chào. Nhầm gỗ huy chàng cũng được rồi. Ôi ngã, ngã. Ôi đi đi, đây là leo cây gì mấy thím? Đi đi đi, nhanh đi. Lên được nghe. Game này rất khắm một chỗ dạo, không bơi được. Nhớ bát trước mình chiến đuối. Đi bơm máu gái. Đâu bơm được đâu. Ủa? Bơm như nào? Ôi ông chưa yếu máu không bơm được. Yếu máu rồi không được. Bây giờ này hiện vô cộng 1, 3 cơ. Chuẩn bị giết nha, chuẩn bị giết này. 1, 2, 3. Nó lịch. Bấm. Đi bao. Ê ông lụt, ông lạc sao nãy giờ cứ tít đằng kia đi nhanh lên cái. Ông biết tự nhiên. Anh nhất là lạc mẹ trong này đâu. Sao gọi là lạc game Việt. Lạc cái mẹ. Ê bấm nút B để trả lại cho cũ rồi. Ấn nút B đi, nó hiện ra chỗ này luôn. À được được rồi. Mà anh bị rớt, bây giờ mà có hố mất. Rớt giờ có hố. Không phải, bây giờ đến nhiệm vụ á, bóng mới nhấn B mới nhảy vô trùng chỗ được. Không cầm được hai cái bóng nhỉ? Cầm hai cái bóng phải sướng không? Nó đều biết đâu. Mà bây giờ phải cúc bộ đi trời. Đừng chỉ nó bây giờ đấy, mày đã biết đâu. Ngàn bé nó thằng phiền mái. Mấy ông chẳng ăn ồn mà ra tu đi chạy. Trời ơi, anh kia còn mất rất là xa. Thằng kia tít đâu kìa. Tội nghiệp nó. Mày hiểu sao tôi đi chậm dữ vậy ta. Ấn chút. Nhân xếp chạy. Địch đang ở dưới nước rồi xong tôi chạy nổi. Nhảy đi, nhảy như kiểu tôi ấy, nhảy kiểu đụt. Nhảy chân sáo như ba như vũ ấy. Chân sáo. Chân sáo. Chân sáo. Lên level. Đây, chập tờ bóng rồi. Tao vẫn chưa lên. Nó địch mấy ông đi chân với là. Ấy, tôi cảm thấy tôi ghét đi dưới nước. Cái gì ấy, nó bay nó phát là sao? Thấy á, bị thằng này. Hừ tôm. Chú hiểu chưa? Nói từ mẹ hưu tôm là các chú phải tự biết. Vào đây à? Đấy đúng rồi. Thằng mẹ thằng đây cơ rồi. Đây là bánh mì. Nhưng bài đây, okay. Nhưng bài đây. Hello. Rồi, nhưng bài đây. Được rồi. Hồ vô đây khấm lắm. Vô đây khấm lắm. Khấm lắm à? Mùi mắm tôm hay mùi gì chứ? Vô đây khấm lắm. Vô đây là mùi mùi đánh rắm. Đánh rắm. Ủa, tưởng vô vào tối. Cái mùi thấm thấm. Ê ê ê. Né né chỗ này, tí nó đi đi chỗ này cẩn thận nha. Đây. Mở cái dome này. Có gì trong này không? Mở cái dome này. Đây anh ui. Sao không quả cầu đập tay nó. Quả địa cầu to vừa lờ. Quả địa cầu. Đấy nhặt hết đồ của tôi. Tôi nghe tiếng cầm gừ nhá. Nhìn bổ đi cái tướng như xe đổ. Cống vãi. Đây thằng gì uống rượu đó. Đi chừng lật lạc. Who is this? What you want? I really need your help, Tesla. Choáng luôn rồi này, uống rượu choáng luôn. Uống rượu chém khỏe hơn á. Ông lực đâu rồi? Ông lạc đâu rồi? Lực này. Đang vô. Chơi như một kẹt lóc lào. Ơi tí ra ngoài hay sao? Mới nhân B mà là cùng mặt ở ngoài luôn đi mày. Một chỗ rồi mà lại mất tiêu. Và anh em. Vào đây. Từ. Ê ông kia đóng cửa dạng ra ngoài đúng rồi. Chắc là bị lắc á. Anh em đóng cửa ấy, cho lực cậu đỡ vào. Đủ ma. Ê cái đao đẹp không? Ô, không nhận được cái này. Không nhận được cái đao đẹp không nào. Tôi không nhận được nhỉ? À được rồi.
lâu lâu nó bị lag hay sao á. Bị lag á, phải chứ. Trời ơi, ghẻ đánh gôn. Nhặt về bán về chai bạn. Most of my squad is dead. À, đây phải bán về chai mới giàu được. Bán về chai. Thằng nào đấy? Johnson was mới. Abomination. Vậy bán về chai. Nhặt đồ bán về chai khổ vãi. Ôi phòng tắm mày, anh em vào đây, vào đây, nhanh lên. Đâu 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 đâu. Đừng cho thằng lạc vào nhá. Ôi phòng tắm này. Phòng tính nghĩa. Sao cái phòng đâu. Cái này kiểu vòi tắm ấy. Lúc mà đi qua nó rửa sạch để vào phòng tính nghĩa. Ôi sao lắc nào. Có để thử khử trùng. Đấy thế. Phòng khử trùng. Ok đang vô này. Ok đang vô này. Nãy giờ. Nãy giờ bố. Don't give a shit. Thông đi xong chưa? Bấm bê. Ok. Bấm bê. Cho nhanh này con. Mở cửa. Đủ má. Đấy trời ơi. Mới à? Kinh vãi. Gì vậy? Ôm nó mụn có chữa à? Mụn có chữa. Súng đâu? Nhờ mụn này có súng à? Ủa chưa kịp coi xong mà. Chưa. Đi thôi. Đây nói chuyện với thằng này. Ủa? Nói chuyện nhanh lên. Luộc máy tính. Vô luộc mấy cái RAM đem về. Ủa nào đấy? Giờ nãy giờ tôi đi tới thăm rồi đó. Mà em bực. Điều này tôi cần phải luyện cấp thân thông. Ông nào cũng anh ba máy rồi. Đâu tôi có 26 nè. Lô. Muốn chạy giữa. Thì bạn kia đi ra. Bạn mới lập được cây đao, tuyết ẩm cùng đao đây. Thôi đi. Không cần mà hai đao nhỉ. Cái đao của ông Vũ đẹp thế. Nhìn cứ như đồ lông đao của Tạ Tốn. Đấy. Ôi. Chém thử phát. Uống rượu đây, chúng ta chia đây. Uống đây. Nói chuyện nhanh lên ông kia. Hết con bạc ơi con. Say luôn rồi. Say. Đi cứ nghiền bệnh. Uống thử đi tôi xem không say thế nào. Lật qua lật lại. Ôi, không điều khiển được luôn đó này. Đó không? Uống đi. Thế lạng qua lạng lại. Ông uống đi, tôi xem phát. Uống rồi, đang lạng nè, đó. Lạng qua lạng lại á. Thằng kia nói chuyện lâu thế, nhanh lên. Đây. À, uống cùng một chai say ngay. Nóng nãy về là. Sao ông lực cứ vào này ra vậy? Ông béo rồi, nói chuyện lâu thế. Sao tiếng bé nhở? Nhảy kiểu tiếng trong game bé nhở? Vỗ nhảy kiểu điệu dân tộc thôi. Đấy nè. Vô làm sao? Làm sao? Chém hết đồ. Ở thằng béo này là im nhở? Bé đang đứng gãy đít này. Thấy không đang thọc tay vào gãy đít đi. Đấy. Hồi lại gãy đít rồi. Máy tính hỏng quá. Không chém được. Ê, máy tính không còn CPU, vẫn có hình. Ồ sao vậy? Tên này. Thì phải thay nói nhiều. Nói nhiều thế mà tôi không nghe tiếng nhỉ? Ông nhấn nút 3 cho nó nói nhanh chút. Trời ơi, không đang đọc. Mẹ đang học, đang đọc thì mẹ không hiểu câu chuyện chết. Nhưng mà tôi không nghe thấy gì nhở? Bây giờ là mình phải giúp cái thằng già này tìm hiểu về cái gọi là cái research của nó, cái dự án khoa học của nó. Nó đang tìm hiểu về cái căn bệnh đéo gì mà cái bọn lúc ấy nó bị ấy. Ôi lại súng tiếp này, stun gun. Ồ súng choáng. Súng đau đưa tao quá nè mẹ. Đây súng này. Súng làm choáng. Súng làm choáng. Tưởng súng ăn, súng bắn đạn nữa. Đưa tao đi nào. Nãy giờ vẫn nói okay, chuyện. Ok, ready to go. Đi lại thằng dài nói anh em ạ. Đâu nhặt súng ở đâu? Kìa. 6 mét kìa, đi ra. Để tao vào trước. Chúng mày đứng ấy đi. Đứng ấy xem. Đây, khử trùng này. Đấy. Khử trùng này. Mày khử trùng mà không mặc đồ. Quả đít này. Rách nửa đít. Nhìn này.
như tao này. Ôi sao còn bóng đá nữa. Chém rách nửa đít. Chém phát ngã. Đang lực đéo vào thôi nhá. Đứng ngoài nha. Mày đang ăn sao này. Đang kiếm hàng này. Tí vậy. Ôi trên cái lắm thằng mụn thế. Kìa. Nhanh lên. Giúp nó. Quẹo gỗ chạy à. Ủa cửa này mở rồi ra lúc mà. Lúc nãy mở mực cửa này. Mập này. Để tôi. Tránh ta. Mấy ông làm này. Để ông Lạc vào ông Lạc vào ông đấm đi. Lạc bảo nãy giờ không có vũ khí đòi vào xông lên nhiều chiến. Ông Lạc game Việt. Lạc game Việt. Nghe như đương cặc. Có vũ khí nè anh em ơi. Đâu. Ngon phết. Ui bố mày lấy rồi. Mấy ông này nhanh tay với lại. Đó không nhận được. Đâu tôi mở ra là mỗi người đều nhặt được hết mà. Đúng rồi. Nhà nhặt chung mà. Chứ tôi tại